Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Thu Lê Store, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về câu lạc bộ MU và bóng đá châu. Sau đây là bản tin ngày 15 tháng 8. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Man United thắng 1-0 trước Wolves, thắng trong sợ hãi. Man United đã giành trọn 3 điểm trước Wolves, nhưng chiến thắng của họ thiếu thuyết phục. Tiếp đón Wolves, Man United sử dụng đội hình 4-2-3-1 quen thuộc với 3 tiền vệ Casemiro, Mason Mount và Bruno Fernandes. Garnacho có cơ hội đá chính bên cánh trái, trong khi Rashford phải đá cắm. MU có cơ hội trước từ nỗ lực của Rashford, nhưng tiền đạo người Anh không thắng được Hosea. Sau đó, Paulo Sarabia đáp trả bằng cú đá chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc MU trong gang tấc. Wolves sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả. Phút thứ 30, đến lượt Cunha uy hiếp khung thành của Areonana. Phút thứ 37, Rashford đánh đầu trúng người Semedo sau pha tạt bóng của Wan-Bissaka. Các cầu thủ MU cho rằng bóng đã chạm tay Semedo, nhưng trọng tài và VAR xác định hậu vệ Wolves chưa phạm lỗi. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa không đều. Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Erik ten Hag quyết định giúp Martinez sau khi trung vệ này phải nhận thẻ vàng sớm. Wolves có cơ hội tốt để ghi bàn ngay ở phút thứ 48, nhưng Cunha tiếp tục đệm bóng ra ngoài ở cự ly gần. Sau đó Anthony có tình huống thoát xuống, tâng bóng qua đầu Hosea, nhưng hậu vệ Wolves vẫn kịp băng về phá bóng. Cunha thi đấu nổi bật trên hàng công Wolves nhưng kém duyên. Phút thứ 76, MU bất ngờ vượt lên trong thế trận bế tắc từ nỗ lực tạt bóng của Wan-Bissaka. Varane chọn đúng vị trí đánh đầu tung lưới Wolves. Varane đã ăn mừng đầy cảm xúc, đây là bàn thứ hai của anh ở Premier League. Cuối trận, Areonana đóng vai người hùng của MU với hai pha cản phá bằng chân liên tiếp. Nhưng Onana cũng chính là người khiến MU thoát tim với pha băng ra không tốt ở phút thứ 90+6. Rất may cho Onana và MU khi VAR xác định thủ môn này không phạm lỗi với cầu thủ Wolves. MU đã thắng 1-0, nhưng huấn luyện viên Erik ten Hag còn rất nhiều việc phải làm. Quỷ đỏ đã có màn trình diễn không thuyết phục trước Wolves. MU thắng trận, huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn nói lời cay đắng. MU thắng Wolves 1-0 ở vòng khai mạc Ngoại hạng Anh 2023-2024 là trận sân nhà bất bại thứ 30 liên tiếp của Quỷ đỏ dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag tính tất cả các đấu trường. MU đã không tạo ra một màn trình diễn thực sự tốt trước ứng cử viên xuống hạng Wolves, nhưng pha lập công duy nhất của trung vệ Rafa Varane ở phút thứ 76 cùng hàng loạt pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Areonana là đủ để Quỷ đỏ khép lại trận giao quân Premier League 2023-2024 với 3 điểm. Đó cũng là trận bất bại thứ 30 liên tiếp của MU tại sân nhà Old Trafford tính tất cả các đấu trường, khởi đi từ thắng lợi 1-0 trước Omonika Nicosia vào ngày 14 tháng 10 năm ngoái. Trong chuỗi 30 trận bất bại ấy, MU và ten Hag hòa 4 và thắng tới 26. Xét riêng Premier League, Quỷ đỏ đã thắng liền 7 trận sân nhà. Nhưng ngay cả như thế, huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn có nhiều lý do để không hài lòng về cách mà cầu thủ MU thể hiện ở thắng lợi vất vả vào rạng sáng ngày hôm nay. Một trận đấu khó khăn, chúng tôi đáng ra phải kiểm soát bóng tốt hơn. Wolves đúng là một đối thủ giàu tính chiến đấu, từ góc ten Hag dùng là hung hãn. Một khía cạnh quan trọng mà United cần cải thiện đó là chất lượng đưa ra quyết định trong các tình huống cuối cùng. Bên cạnh đó, huấn luyện viên người Hà Lan cũng thừa nhận hàng công United đang có phong độ không tốt. Tôi mong đợi nhiều hơn thế ở họ. Chúng tôi đã ghi một số bàn thắng đáng kinh ngạc ở các trận đấu tiền mùa giải, nhưng hôm nay thì không. Các tiền đạo của chúng ta cần phải dứt điểm tốt hơn, đặc biệt là trong các tình huống đoạt bóng ở phần sân đối phương. Varane ghi bàn nhưng Onana mới là Quỷ đỏ nổi bật nhất. Huấn luyện viên Erik ten Hag nhấn mạnh rằng MU phải nâng cao tiêu chuẩn của mình trong cuộc họp báo trước trận đấu với Wolves, nhưng màn trình diễn tại Old Trafford rạng sáng nay không cho thấy điều đó. Khi Quỷ đỏ chơi thứ bóng đá kiểm soát nửa vời, thiếu linh hoạt trong chuyển tiếp và tương đối bị động khi đối phương dồn ép. Cần lưu ý, đó là một MU thi đấu trước Wolves, một trong 3 ứng viên xuống hạng mùa này và chỉ vài ngày trước khi mùa bóng Premier League 2023-2024 khởi tranh đã thay tướng, trong khi Gary O'Neil được bổ nhiệm gấp thế chỗ Julen Lopetegui từ chức.
Wolves mới là đội chơi hay hơn trong tổng thể 90 phút đầu tại Old Trafford. Bầy sói tổ chức phòng ngự tốt và sắc bén trong phản công. Thời lượng kiểm soát bóng cũng không quá lệch so với Quỷ Đỏ, 49 và 50. Thực tế, Wolves mới là đội sở hữu nhiều cơ hội ngon hẳn hơn đội chủ nhà. Họ sút cầu môn nhiều gấp rưỡi, 23 so với 15, dứt điểm trúng đích gấp đôi, 6 so với 3. Ở thống kê bàn thắng kỳ vọng, Wolves cũng làm tốt hơn MU, 2,14 so với 1,49. Thống kê từ Opta chỉ ra rằng, Wolves chính là đội khách có số pha dứt điểm tại Old Trafford nhiều thứ hai trong thế kỷ 21, chỉ kém duy nhất Chelsea vào tháng 11 năm 2005 với 25 lần. Nếu Cunha tận dụng tốt hơn, Andre Silva may mắn hơn và Andre Onana không xuất sắc đến thế với 6 tình huống cứu thua, Wolves hoàn toàn có thể rời Manchester với ít nhất 1 điểm. Tình huống phối hợp thành bàn ở phút thứ 76 khi Bruno Fernandes thả một đường bóng qua đầu hàng thủ Wolves để Wan-Bissaka di chuyển nhập bốc và nỗ lực kiến tạo cho Brighton đánh đầu ghi bàn. Có lẽ là một điểm sáng hiếm hoi của MU ở trận đấu này. Nó đủ cho một chiến thắng nhưng không đủ để làm mờ đi những hoài nghi về khả năng đột phá của MU và Ten Hag ở mùa bóng này. Chính thức, Chelsea đón tân binh kỷ lục. Với mức chi chưa từng có, Chelsea đã chính thức sở hữu chữ ký của tiền vệ Moises Caicedo. Thư vụ này đã được Chelsea công bố cho trang chủ. Theo đó, Moises Caicedo, sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế, đã đặt bút ký hợp đồng 8 năm với Sir Stavridis kèm điều khoản gia hạn sang năm thứ 9. Chelsea không tiết lộ mức phí chuyển nhượng, nhưng theo Sky Sports, thư vụ này có giá trị 115 triệu bảng. Trong đó, 15 triệu bảng được thanh toán theo điều khoản phát sinh trong hợp đồng. Điều đó đồng nghĩa Caicedo đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng của Premier League, phá kỷ lục trước đó của Enzo Fernandez 106,8 triệu bảng. Tôi rất vui khi được gia nhập Chelsea, cảm xúc hiện tại là thật sự háo hức. Thực sự tôi cũng phải suy nghĩ nhiều khi nhận được lời mời của Chelsea, bởi tôi thực sự muốn tới đây. Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Trong mùa hè này, Chelsea đã mất nhiều thời gian để theo đuổi Moises Caicedo. Hàng loạt lời đề nghị hấp dẫn của The Blues đã bị Brighton từ chối. Cho tới khi Liverpool gửi lời đề nghị 111 triệu bảng tới Brighton, Chelsea mới thực sự sốt sắng. Và với mức chi 115 triệu bảng, đội bóng tại London đã giành chiến thắng. Chelsea nắm ưu thế trong cuộc đua với Liverpool vì đã sớm đạt thỏa thuận cá nhân với Moises Caicedo. Vì vậy, dù Brighton chấp nhận lời đề nghị của Liverpool, tiền vệ người Ecuador vẫn quyết định gia nhập Stavridis. Với thương vụ này, Chelsea đã sở hữu bộ đôi tiền vệ trung tâm đắt giá nhất Premier League với tổng giá trị lên tới 221,8 triệu bảng. Truyền thông Anh gọi đây là sự đầu tư rất điên rồ của The Blues dưới triều đại Topoli. Moises Caicedo là tân binh thứ 8 của Chelsea trong phiên chợ hè năm nay, sau Nicolas Jackson của Villarreal, Christopher Nkunku của RB Leipzig, Axel Disasi của Monaco, Robert Sanchez của Brighton, Diego Morena của Benfica, Angelo Gabriel của Santos và Leslie Nchuku của Rennes. Tổng số tiền mà The Blues đã đầu tư để nâng cấp đội hình là 285,9 triệu bảng. Về phần mình, với thương vụ này, Brighton đã thu khoản lãi rất lớn hồi tháng 2/2021. Họ chiêu mộ Moises Caicedo từ Independent với mức phí chỉ khoảng 4,5 triệu bảng. Trước Caicedo, Brighton đã bán một cầu thủ cho Chelsea là thủ thành Robert Sanchez.